quan, ta bắt ngươi hôm nay phải đền mạng. Anh Trộm, anh Trộm, anh Trộm, gia nhân đâu, gia nhân đâu, Trộm, anh Trộm, gia nhân đâu? Cậu Mở ơi, nhà mình xảy ra chuyện rồi cậu Mở ơi, có anh Trộm vào phòng của bà cậu Mở ơi. Mau dậy cậu Mở, cậu Mở ơi. Anh Trộm, con vẫn chưa lấy được đầu tên Du lại để trả thù cho cha. Con thật là bất tài vô dụng. Xin cha cứ yên tâm đi, tên khốn đó chỉ may mắn một lần thôi. Nếu như còn muốn thì không cái nào có thể thoát được đâu. Cha ráng chờ con nha cha. Cho chồng mình vậy cả. Sáng nay thằng Trọng Nghĩa phải đi công vụ, còn cô Út mệt nên mình mới không rủ theo. Vậy thì còn ai có lòng với chồng mình vậy? Nhìn nhan thì giống như là mới thấp, chắc là cũng chưa đi xa. Phải là Tô Quang, ngươi không phải là Tô Quang. Mày đâu? Mày tưởng mày giết được Tô Quang là dễ lắm sao? Tên khốn kiếp Tô Quang, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mày là ai? Thằng nào? Nói mau. Tô Quang, tên khốn kiếp, ngươi sống trên đời này thật là chật đất. Ta thề sẽ lấy được đầu ngươi để tế vong hồn của cha mẹ ta. Nếu không, ta không còn là Nhất Dương nữa. Cha mày là ai? Chắc cũng là một tên thảo khấu cùng đinh đầu đường xó chợ giống như ngươi. Cái hạng đó ta trừ khử rất là nhiều, làm sao ta nhớ hết cho được? Đồ xuất sinh, bị ổi. Bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn độc ác, vẫn khốn nạn như xưa. Ngươi nghe cho rõ đây, ta là Tí Anh, con của Tá Điền Lực. Năm xưa ngươi đã thuê người để hãm hại. Nói láo, thằng lỗi đó nó đã rớt xuống vực chết mất xác rồi. Quả may có trời cứu nó mới sống nổi thôi. Phải, là trời cứu ta nên ta mới quay lại đây tìm ngươi đây. Chắc ông trời cũng muốn ta sống để trả mối thù này. Ngươi tưởng đốt nhà rồi sai người truy sát cả nhà ta là có thể giết chết được ta hay sao?
18 năm nay ta chỉ chờ con gái này thôi. Ta sẽ lấy mạng chó của ngươi để trả thù cho cha mẹ ta. Cũng chính vì ngươi mà nhà ta nhà tan cửa nát. Mối hận này ta nhất định phải trả. Mày gần chết tới nơi rồi mà còn khẩu khí lắm. Ta sẽ tiễn mày lên đường để gặp cha mày trước. Còn mẹ mày và em mày cũng sẽ sắp tới phiên rồi. Cái gì? Mẹ ta và em ta còn sống sao? Ngươi đã gặp họ rồi sao? Họ đang ở đâu? Hỏi mau, họ đang ở đâu? Mày câm miệng đi. Mày đang trong tay của tao mà còn bày đặt lớn giọng hả? Mẹ mày và em mày còn sống hay đã chết, tao không có trách nhiệm phải nói cho mày biết. Mặt của ta lớn lắm, ngươi cứ cười cho đã đi Tô Hoàng. Ta nhất định sẽ lấy được đầu của ngươi. Được, tao sẽ cho mày gặp cha của mày. Quang Hải, bắt nó cho tao. Đứng dậy, nhanh đi. Dạ dạ. Dạ dạ. Bắt nó lại, bắt nó lại cho ta. Nhanh lên. Tụi bay đâu? Dạ. Các người canh chừng nhà ta kiểu gì để nó lẻn vô mà không hay biết vậy? Đuổi theo nó đi. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ truy bắt được hắn. Nhanh đi. Dạ. Còn các ngươi đứng đây làm cái gì? Chia ra, nó đang bị trọng thương, không thể nào chạy xa được. Lần theo giống máu, bắt nó về. Dạ. Cho ta. Theo tao. Dạ dạ. Dạ. Ngài giải thích chuyện này như thế nào thưa quan huyện? Ngài không coi tính mạng của con dân ngài ra gì hay sao? Ta đã bẩm báo, nhưng ngài không động tới móng tay, để cho bọn cướp tự tung tự tác như chỗ không người. Quan quân các người ăn lương triều đình chỉ để làm kiển cho vui thôi sao? Chỉ vì một tên trộm nhãi nhép mà cả một đám lính đều không tìm được. Hay là ngài không muốn bắt hắn? Ông Tôn, chuyện để cho tên đó đột nhập vào nhà ông đúng là do sai sót từ người của ta. Nhưng mà ta cũng đã khiển trách đám lính đó rồi. Ta cũng đã cho người truy tìm tung tích tên cướp. Ông đừng quá sốt ruột mà nói năng thiếu kiềm chế như vậy. Ta nói năng thiếu kiềm chế để coi quan phủ khi nghe ta báo tin này liệu có bình tĩnh được như ngài không hả quan huyện? Ngài về đây được bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày đó dân chúng sống trong sợ hãi, lo sợ không biết mình bị mất mạng lúc nào. Không nói nhiều nữa, ngài mau truy tìm tên cướp đó đi. Ta không có thêm nhiều mạng để chờ lâu đâu. Được rồi, ông hãy về đi. Ta sẽ tăng cường thêm quân để truy tìm kẻ đó. Ngài tưởng hứa suông cho qua chuyện là được sao? Nếu trong 3 ngày tới người của ngài không tìm ra được hắn thì lúc đó ta sẽ trình báo việc này lên quan phủ. Ta nói là làm được đó nghe. Chào ngài.